tiết lộ quá trình mời Charlie Puth về Việt Nam biểu diễn, cát-xê và quy mô khán giả không phải mối quan tâm đầu tiên của nghệ sĩ. Theo chia sẻ của Vim Wonders, việc mời Charlie Puth trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam tất nhiên không hề dễ dàng, thậm chí đã có lúc bỏ cuộc để mời được Charlie Puth về Việt Nam. Trở ngại đầu tiên đó là giới nghệ sĩ Mỹ hầu như chưa biết đến năng lực tổ chức các sự kiện lớn của Việt Nam. Chi phí cát-xê và quy mô khán giả kỳ thực lại không phải là mối quan tâm đầu tiên của các nghệ sĩ lớn như Charlie. Tuy nhiên, phía Charlie Puth đã gật đầu sau khi lắng nghe một chi tiết mà ban tổ chức trao đổi. Mấu chốt xoay chuyển tình thế xuất hiện khi chúng tôi đi sâu vào giới thiệu concept nhạc hội Eight Wonder và kỳ vọng tạo nên một sân chơi để âm nhạc đỉnh cao quốc tế giao lưu với âm nhạc Việt Nam, đại diện bởi những nghệ sĩ Việt Nam đã thành danh và những tên tuổi trẻ đang lên. Yêu cầu kỹ thuật của các nghệ sĩ lớn quốc tế chắc chắn là một bài toán khó cho bất kỳ đơn vị tổ chức nhạc hội chuyên nghiệp nào tại Việt Nam. Trong trường hợp của Eight Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với setlist của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi ban tổ chức sự kiện phải kết hợp giữa một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo, vận hành sự kiện dày dặn kinh nghiệm của Việt Nam. Trải qua quá trình ấp ủ và dàn dựng trong suốt nửa năm, Eight Wonder đã đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho một sân khấu hoành tráng tái hiện đại dương vô cực, hệ thống âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng đẳng cấp quốc tế, cùng những key moments tráng lệ được kỳ vọng xứng tầm kỳ quan cảm xúc.